chưa? Cho piano có vợt xíu nha. Rất là vui trong cái buổi tổng duyệt ngày hôm nay và cùng với anh Đàm Vĩnh Hưng, và chắc là đây là lần đầu tiên anh em mình công ca với nhau nhỉ? Lần đầu tiên rồi nhớ. Hát chung và gặp rất nhiều sân khấu. Đúng rồi, và hát chung với nhau một cái bài hát mà cùng thời của anh em mình, nó có rất là nhiều kỷ niệm đúng không? Yeah. Là một cái mashup, cái này là anh tự nghĩ ra đúng không? Yes. Đó, thành ra là nói chung là anh Hưng là người rất là nhiều gọi là các cái sáng tạo về khi mà mashup rồi. Nói chung là nhiều chiêu trò lắm. Thế thì Mỹ Linh là người lại rất là yếu về vấn đề chiêu trò. Không đâu. Nhưng mà không, ôi thì có chiêu trò gì. Nhưng mà hôm nay hát cùng với anh Hưng rất là vui. Bởi vì là khi anh Hưng hát cùng với Mỹ Linh thì lại hát rất là khác và tiết chế. Không gọi là... Đang muốn nghe câu này đó. Đúng không anh? Rất là tiết chế nên là hai anh em đã rất là vui vì hai anh em đã có một cái màn song ca mà mọi người sẽ thấy là nó rất là khác. Mùa thu đã qua đã qua. Tình em đi sâu vắng trong say phòng lòng. Mùa thu đã qua đã qua, mùa đông đã xa. Tình đã xa đi vội vàng. Đây là một trong số ít rất rất ít người Đàm Vĩnh Hưng kính phục. Em cảm ơn anh rất là nhiều vì rất là vui, bởi vì là giữa không gian của thành phố Hồ Chí Minh và sau cái đại dịch vừa rồi, và giữa một cái không gian rất là đẹp, những cái cây to cổ thụ được chiếu đèn, có một cái gì đó nó rất là gọi là art ấy, thì chúng ta có được một cái đêm nhạc, mọi người đã được ra và thực sự gặp nhau và trao cho nhau những cái tình cảm thực sự. Cảm ơn em rất nhiều, anh hy vọng rằng là được được trân trọng mời em những show sau đâu đó nữa. Cảm ơn em và hy vọng mong em sẽ nhận lời. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em.